Rồi đây là cái quy trình cái gói hàng này, gói hàng đây có chữ tiếng Anh luôn, nhập về bán luôn, đúng không? Có tiếng Anh, cái gửi nè, warning, cái gì? Plastic bag can be dangerous, dangerous gì đó. Chuyện vui lắm. Please keep it from children and baby. Đó. Đây là cái đóng gói sản phẩm nè, tiến hành bàn giao cho khách. Đây, tặng cho cái bọc nhập khẩu luôn, có tiếng Anh luôn. Đó, cái bọc này nè, bọc nhập khẩu nè, có tiếng Anh này. Đó. Cái này là kiểu như hết bọc đựng rồi, phải lấy cái bọc nhập khẩu bán luôn đó. Đó. Đây, chính là cái lô hàng ngải nè. Đây. Này. Cái này màu nó, tại vì ở đây quay trong nhà màu nó cũng hơi không được sáng lắm, nên màu sắc khi mà mình nhìn trong cái camera nó có thể là nó hơi vàng vàng ha. Nhưng mà thật ra là nó không phải vàng đâu, nó cũng kiểu như trắng sữa khi mà sấy khô rồi nó vàng vàng một tí thôi, không phải vàng lắm đâu em bà con ha. Đó là như vậy á, tặng cho cái khách là cái bọc này luôn. Đó. Này là chuẩn bị gửi đi rồi đó. Xin chào bà con, hôm nay làm một video chủ đề về cây ngải nữa. Thì cây ngải lần này á, là cây ngải mang tên là cây ngải mạnh trắng. Trước đây chúng ta đã từng nghe về cây ngải là cây ngải mạnh lửa, hôm nay là cây ngải mạnh trắng. Thì một tí xíu đây tôi sẽ cho bà con xem về cây ngải mạnh trắng. Nhưng bây giờ chúng ta khoan hay nói về cây ngải mạnh trắng, bây giờ chúng ta nói về cây ngải chống độc một tí. Đối với cây ngải chống độc á, thì hôm nay tôi cũng chuẩn bị được một bọc để ở đây, một chút xíu tôi sẽ cho bà con xem. Và rất là nhiều bà con đặt với cái số lượng nhiều, tôi cũng không thể cung cấp với cái số lượng lớn được. Tại vì sao? Tại vì cái số lượng đặt về rất là ít, chỉ còn bao nhiêu đây nè bà con, chia sẻ nhau để mà sống thôi, tôi cũng không biết nói như thế nào nữa. Đây là hình dạng nó đã khô nhập về ha, hàng bà con ha. Thì đối với cái vị khách đó, là đặt mua cái ngải chống độc này về thì vị khách để có thể là phơi thêm để cho nó càng cứng thì càng tốt ha. Đối với cái ngải này nếu mà nó cứng đó, là bẻ nghe cái tiếng gắt giống như vậy là được. Thì song song đó chúng ta sẽ xay để vào cái máy sinh tố mình xay ha bà con ha. Thì cái ngải chống độc này á, thì số lượng bây giờ là rất là ít, bán cũng rất là nhanh, nhưng mà quý khách đặt cái số lượng nhiều tôi không thể bán được. Tại vì sao? Tại vì có những khách hàng người ta cũng đang cần điều trị ha bà con ha. Và song song đó và song song đó thì sao? Tại vì rất là nhiều người, người nào cũng mua rồi làm sao để mà chia sẻ cho mọi người được. Bởi vì vậy tôi phải chia sẻ, cân đo đong đếm, chia sẻ cho mọi người. Và trong trong đó thì cũng có những khách hàng người ta chê là giá cao càng cựa. Và tôi xin nói rằng đối với những khách hàng mà đã đặt mua của tôi rồi nhưng mà đến lúc mà không nhận hàng thì suốt cuộc đời cái người đó không bao giờ tôi bán hàng cho người đó nữa. Tại vì sao? Tại vì người ta đã làm mất uy tín với mình một lần rồi thì không thể tin tưởng được. Đó, cái tính cách của mình là như vậy, và cái kiểu bán hàng của mình cũng là như vậy luôn. Thì bà con cũng lưu ý giúp mình. Đối với khách hàng nào mà bom hàng một lần á, thì tôi sẽ ghi ghi chú những cái số điện thoại, những địa chỉ đó. Và đừng bao giờ đặt hàng của mình nữa, mình không bao giờ là ship hàng cho những đối tượng đó nữa. Tại vì quy trình mình bán hàng á, là mình có ghi vào sổ hết tất cả những thông tin khách hàng đặt đặt số lượng bao nhiêu, tôi đều ghi trong cái một cái cuốn sổ hết đó. Đó là kiểu như là danh bạ đó.
Rồi bây giờ cái ngải chống độc này quý khách là khi mà quý khách nhận được á, thì quý khách có thể là tiến hành phơi lại. Tại sao phải phơi lại? Tại vì lý do là trong lúc vận chuyển có thể là nó bị tiếp xúc với không khí á, nó sẽ mềm lại, mềm nó không còn cứng nữa. Tại vì ở đây tôi cũng không có dán cái miệng bọc này nè, cứ mở ra mở vô bán cho mọi người đó, không có xay thành bột được đó. Nó cũng hơi mềm lắm bà con đó. Chính vì vậy bà con khi nhận được á thì bà con phơi lại, và nếu mà không có phơi hoặc là bảo quản lạnh vẫn được ha, để mãi trong tủ lạnh, khi nào sử dụng hết thì thôi đó. Thì hôm nay tôi cũng làm cái video này chia sẻ một chút xíu về cái ngải chống độc thôi. Và thôi bây giờ chúng ta không bàn về cái chủ đề ngải chống độc nữa, dẹp nó qua một bên đi. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành nói về cây ngải mà lúc đầu tôi nói với bà con. Đây chính là cây ngải mạnh trắng. Mạnh trắng về cái đặc điểm nhận dạng là nó như thế này hơn bà con ha. Đây nó dài dài kiểu như cái con sâu vậy, nhưng mà nó cũng có cái củ to nha. Đây nó rất là to, một gang này. Đây tôi đo gang cho mọi người xem là một gang rưỡi luôn, thấy không? Một gang rưỡi. Đây chính là cây ngải mạnh trắng. Ngải mạnh trắng này thường thì người ta sử dụng khô, không có ai sử dụng tươi đâu, hiếm lắm, sử dụng khô. Đây củ nó màu trắng luôn ha bà con ha, đó, đừng nhầm lẫn với đừng nhầm lẫn với cây ngải khác nha, đừng nhầm lẫn với cây ngải trắng gừng đâu ha, đừng nhầm lẫn ha bà con ha. Đây nó củ đó màu trắng giống như vậy luôn nè. Đây để tôi ăn một miếng coi nó làm sao. Đắng, nó đắng ha, nhưng mà không đắng lắm. Và nó thịt của cái ngải này là nó tựa như cái củ sắn ha. Đó là về cái đặc điểm của cây ngải mạnh trắng. Thì tôi những hai video đối với những cái loại ngải mới á. Rồi về cái đặc điểm là tôi đã trình bày là như vậy. Còn về cái công dụng á, đối với những cái video mới á, video mà mới tôi chưa trình bày về công dụng đâu, tôi để đó. Khi nào mà tôi rảnh tôi sẽ trình bày những cái công dụng từng loại ngải cho mọi người tham khảo. Thì bây giờ là quan trọng cái bước đầu chúng ta học về cái cách nhận dạng trước đi. Nhận dạng về cái đặc điểm từng loại ngải, và sau đó chúng ta hả học về cái công dụng điều trị bệnh ha bà con ha. Đó thì chúng ta như vậy thì chúng ta mới tiến bộ được. Còn bây giờ chúng ta học một lèo một là không thể tiến bộ được đâu, tại vì ngải nó rất nhiều lắm, còn nhiều lắm. Tôi vừa tìm ngải vừa bán hàng cho mọi người. Mọi người biết vì sao cái video của mình bị tắt bình luận không? Tại vì có những người bình luận tầm bậy tầm bạ, tôi ghét nhất là cái bình luận tầm bậy tầm bạ kiểu như anh hùng bàn phím đó. Bây giờ cái video của mình là không còn ai bình luận nữa. Đó. Tôi cảm thấy bây giờ là khỏe, rất khỏe rất nhiều so với trước đây. Trước đây bình luận tầm bậy tầm bạ thì nói này nói kia mất công lắm. Bây giờ không còn bình luận nữa, tôi rất khỏe rồi. Thì bà con xem thì bà con có thể là đặt mua cũng được, hoặc là không mua tùy bà con. Đó. Nhưng mà cái chỗ mình bán hàng là bán hàng thật chứ không phải bán hàng giả đâu. Kênh của mình là chuyên về làm về cây ngải. Còn cái thuốc nam mình biết nhưng mà mình cũng không thèm làm nữa. Bà con thấy rồi tôi đam mê ngải đến mức nào. Đó. Thì ở cách đây ở quê mình là chừng khoảng 20 năm trước đây, thầy bà rất là nhiều. Thời điểm đó là vùng nó gọi là vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn á, vùng kiểu như là người ta chưa có bệnh viện thì nó rất là ở xa,
trạm y tế thì nó cũng xa nữa, nó cũng không có thời mà chở què đất cũ đó. Mọi người còn nhớ cái dù thời mà bao cấp không, bao cấp chở què đất cũ á, thời đó là người cày có ruộng á. Tôi nói những cái câu này là rồi những cô chú già là sẽ hiểu rồi, là sẽ nắm được cái thời điểm đó là nó khó khăn đến mức nào đó. Thì cái thời điểm đó là xuất hiện rất là nhiều người thầy ở quê của mình rất là nhiều lắm. Nên nói chung thì thời điểm đó thì cây ngải nó người ta sử dụng cũng nhiều, và kể từ đó mình cũng theo học ngải, sưu tầm ngải, học ngải, học từ thời nhỏ. Nên chỗ mình là ngải, nếu mà video bà con xem á, bà con xem cái kênh của mình á, rồi xem kênh của những người khác, kênh của mình là một cái kênh làm về chủ đề ngải nhiều nhất, và nói về xung quanh về vấn đề ngải là rất là nhiều, không phải ít đâu. Và những video tiếp theo sau nữa tôi sẽ làm chủ đề những ngải khác nữa, còn nhiều loại ngải lắm tôi chưa trình bày hết được, tại vì bây giờ là ban đầu là phải giúp bà con nhận dạng đúng cái loại ngải và cái tên ngải, rồi kiểu như nó màu sắc là màu sao, màu cũ sao, nó màu quỵ như sao, quỵ của nó như thế nào đó, nhận dạng trước. Sau đó xong phần này rồi chúng ta mới học về cái bài thuốc riêng, mỗi cái loại ngải là nó có cái phương thuốc điều trị bệnh riêng, không phải là bệnh này bệnh nào cũng đưa cái cây ngải đó vô là không phải nha bà con ha. Có những loại ngải là nó chuyên trị về một cái loại hệ ở đây kiểu như hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hay là hệ bài tiết, hay là hệ thần kinh, nó rất là nhiều hệ ha. Thì tôi cũng không có phải là người giỏi gì, nhưng mà tôi biết cái gì tôi những gì tôi biết thì tôi trình bày chia sẻ cho bà con, chứ không phải là copy sao chép rồi thấy ông thầy kia vậy rồi đi quay. Tôi không bao giờ làm như vậy. Bà con xem cái kênh của tôi là từ trước tới giờ để xem đi, là không bao giờ có một ông thầy nào, tôi không có bay đi quay cùng với ông thầy nào hết. Mình biết thì mình cứ nói, mình không có đi nhờ vả ai, nhờ vả những ông thầy kia. Ta trị bệnh kể người ta, mình không trị bệnh, nhưng mà mình cứ chia sẻ về cái ngải đi. Có thể bà con tin tưởng, bà con mua hàng bên mình vẫn được, hoặc là đi mua chỗ khác vẫn được. Nó quan trọng là bà con tìm đúng cái loại ngải mà bà con sử dụng, kiểu như cái ngải chấn độc hồi nãy đó. Ở trên trang mạng ở Việt Nam mình á, bán á, hôm qua hôm kia thì cũng có một cái người ở Hà Nội cứ chụp hình rồi cứ hỏi tôi vấn đề cái loại người ta đã ghi rõ trong cái chỗ bán tên loại cây là cây nghệ trắng rừng. Nhưng bà cô đó là cứ kiểu mình nhờ phân tích coi đúng ngải chất độc không. Thật ra là không phải đâu, ngải là nó có hình dạng rất là giống nhau, nó chỉ khác nhau về mùi vị và màu sắc cũ một tí thôi, hoặc là hình dạng cây thôi. Còn cái nhìn về bề ngoài á, đây ví dụ như cái củ này đi, tôi bẻ một khúc như vậy, tôi trình bày với bà con là đây là cái ngải chống độc, bà con nhìn rất là giống, bà con vẫn tin bình thường. Nhưng mà tôi không làm như vậy đâu, cái ngải nào ra cái ngải đó, chứ không phải là lấy cái này mà trình bày tên cái kia, không có được, tôi không làm như vậy đó. Thì tôi dám nói với mọi người rằng ở trên trang mạng này không có ngải chống độc đâu, không có. Thật ra nếu mà có là tôi là người mua đầu tiên,
Tôi không để cho bà con mua đâu, tại vì tôi là trộn về ngải và kinh doanh về ngải, chuyên bán về ngải luôn đó. Tất cả những loại ngải lạ tôi đều mua hết, kể cả mua ở nước ngoài về luôn, chứ bà con đâu có biết, cứ nói thằng Hương này nọ kiểu như ra vẽ, chứ không phải đâu, không không phải đâu bà con ơi. Nếu mà ở Việt Nam có ngải chống độc á, tôi là người mua đầu tiên đó. Nhưng mà tôi phải kiểm tra kỹ tôi mới mua, chứ không phải là đưa vô là tôi mua liền đâu. Tôi không phải mua giống vậy đâu, tôi là người mua đầu tiên. Liên quan về cái chủ đề ngải nó cũng na ná và tương tự nhau, cũng có lúc là hai loài ngải đặt gần nhau bà con không thể phân biệt được. Nhìn về màu lá là nó khác nhau một tí xíu thôi đó. Đối với bây giờ lấy cái ví dụ này nè, để cho bà con hiểu nè. Bà con từng nghe về cây ngải mạnh lửa chưa? Ngải mạnh lửa là nó sẽ gần giống với cây ngải trắng, thấy không? Ngải trắng là nó sẽ khác với cái nghệ trắng nữa. Còn thằng này là mạnh trắng ha, thấy chưa? Bà con nội là phân biệt được. Những cái tên đó cũng hơi bị rối rồi bà con ơi, không phải đơn giản đâu. Ngải là nó dục dục tính, nó mạnh hơn thuốc nam lắm. Bởi vì bà con sử dụng ít ít thôi, liều lượng vừa vừa thôi, chứ bà con mà sử dụng nhiều là không thể không nên. Đó là như vậy thôi, video nhiêu đây cũng đủ thời lượng rồi. Bà con xem thì bà con có thể là ủng hộ mua hàng hoặc là không mua hàng. Còn mà gọi điện mà kiểu như đặt hàng rồi bỏ thì tốt nhất đừng đừng cứ gọi điện. Tôi cũng đâu có thời gian rảnh đâu mà đi nghe điện thoại rồi đóng hộp rồi ship ship cho mọi người đâu. Tôi chỉ ship cho những người uy tín thôi, cần thiết thật sự mua, tin tưởng mua để dùng thôi. Còn một một cái điều lưu ý nữa, cái hàng của mình á, bà con nhận á, bà con cứ tin tưởng đi, bà con khỏi phải kiểm tra gì hết trơn á, là tôi cân lúc nào tôi bán là tôi phải cân vượt mức một tí xíu, trừ hao nữa đó, vượt mức, sẽ cân vượt mức cho bà con luôn, vượt mức ha. Và mặt hàng nào ra mặt hàng đó, không thể lẫn lộn được. Và không thể là lấy những cái ngải mà nó giống giống vậy thì pha trộn đâu, không phải vậy đâu. Tất cả loại ngải đều uống được ha, nhưng mà uống với liều lượng vừa phải thôi. Và cái loại ngải, tất cả loại ngải nó không kỵ nhau đó. Thì cái ngải chống độc này đối với tôi là tôi sử dụng một lần hai miếng này thôi, hoặc là ba miếng thôi, không sử dụng nhiều. Rồi theo mà tôi nghiên cứu thì cái này á, bà con á, nên đun nước sôi, đổ vào nước sôi để nó, hình như là tôi sử dụng là nó có một, nó thấy mới phát hiện một cái gì đó nó hơi lạ lạ. Tôi cũng khuyến cáo bà con nên đun nước sôi đó, đổ thẳng vào cái những miếng này nè, thì sau đó vớt lên trộn chung với mật ong hả uống nó, thì nó sẽ hợp lý hơn. Điều lạ ở đây không phải là nó bị cái gì đâu, mà đó mỗi loại ngải là nó nhiều khi á, nó có cái dược tính nó hơi ngứa ngứa chút xíu, ngứa 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 trong cái cổ này nè, khi mà mình sử dụng tươi đó. Có những lúc mà tôi thử ngải á, tôi thử ngải tôi có cảm giác hơi bị ngứa ngứa đó đó. Bởi vậy bà con cứ lưu ý nha. Riêng về cái ngải đen đó, bà con sử dụng tươi đó, hoàn toàn bình thường, yên tâm, nó không sao hết đó. Nhưng mà sử dụng vừa phải thôi, ít ít thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta hôm nay thì video cũng gần 20 phút rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở video khác, sẽ trình bày một cái loại ngải mới nữa đó. Rồi cái ngải mạnh trắng này, nếu bà con muốn mua về trồng thì tôi cũng bán cho bà con trồng luôn đây.
nó cái nào bán trồng thì tôi sẽ nói bán trồng, còn cái nào của nhập nước ngoài về mà làm khô sẵn rồi sao sao mà trồng được, kiểu như khô cái bọc này nè, nó cũng dày một bọc bự bán hết đó bà con coi coi, nó là vậy đó. Cái này là bà con mua về trồng được, tại vì nó có mầm lú lú mầm nè, bà con nhìn thấy cái mầm trắng trắng không ạ? Đây đây đây, nó đấy, nó có lú mắt nè, nó có mắt, nó có mầm nó đó, nó mầm hết, bà con trồng bình thường đó, gọi là cái mạnh trắng, nãy mạnh trắng đó, thì đặc điểm nhận dạng tôi đã trình bày xong rồi đó. Rồi bây giờ hẹn gặp lại bà con ở video sau nữa ha bà con ha.